Hội thảo đối tác công tư Việt Nam Nhật Bản về công nghiệp năng lượng sạch nằm trong chuỗi kế hoạch hành động toàn cầu hướng tới nền kinh tế ít carbon vừa được Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, hệ thống năng lượng của Việt Nam hiện nay đã phát triển mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển của kinh tế xã hội và người dân. Đến cuối năm 2018, hệ thống điện của Việt Nam xếp thứ hai trong số 10 nước Đông Nam Á, xếp thứ 23 trên thế giới về công suất hệ thống điện. Tổng công suất nhà máy thủy điện đạt 22.000 MW vào cuối năm 2018. Điện mặt trời, điện gió dự kiến tương ứng đạt 2.500 MW vào cuối năm 2019. Tại hội thảo có nhiều ý kiến trao đổi tập trung xoay quanh các vấn đề về chính sách biến đổi khí hậu, công nghệ thông minh trong ngành năng lượng tái tạo, công nghệ thông minh về sử dụng năng lượng hiệu quả, vân vân. Qua đó giúp các cơ quan hữu quan cũng như các đơn vị tư vấn học hỏi kinh nghiệm quản lý trong phát triển và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn, ổn định trong vận hành hệ thống điện. Về cơ cấu điện hợp lý như điện khí, điện than, chính phủ Việt Nam đang tích cực triển khai sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả về lâu dài với chi phí hợp lý, đáp ứng sự phát triển bền vững của đất nước.